Thưa quý vị, do đặc thù địa bàn, diện tích đất rộng và nhiều dự án triển khai, nên Hòa Vang luôn là tâm điểm về tách thửa, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng cùng các thủ tục liên quan khác về đất đai. Sau khi kết thúc đợt giãn cách dịch COVID-19, lượng người dân đi làm thủ tục đất đai tăng đột biến, cơ quan chức năng phải tăng cường nhân viên và tăng giờ làm để giải quyết cho công dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang. Người dân vào đây đều được nhân viên hướng dẫn thực hiện quy định 5K. Sau đó lấy số thứ tự và ngồi đợi gọi tên. Khác với các bộ phận khác, 4 ô tiếp nhận hồ sơ đất đai luôn đông người. Từ chỗ 3 nhân viên tiếp nhận hồ sơ tại tổ một cửa, văn phòng đăng ký đất đai huyện Hòa Vang đã tăng cường thêm một nhân viên nữa để giải quyết kịp thời cho người dân. Một ngày thì một cửa bằng ôm số 4 là tất cả là 30 bộ hồ sơ và xử lý. Còn trong ngày thứ 7 chủ nhật là vẫn, nếu mà hồ sơ xử lý không kịp thì vẫn là sẽ xử lý, vẫn đi lên đây làm để và xử lý cho cái tiến độ của cơ quan. Trước đây, nhiều tháng liền do thực hiện giãn cách để phòng chống dịch COVID-19, người dân không thể đi làm thủ tục đất đai. Từ ngày 16 tháng 10 năm 2021, Đà Nẵng công bố kết thúc đợt giãn cách, áp dụng một số biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Người dân đi làm thủ tục đất đai tăng đột biến vào cùng thời điểm dẫn đến quá tải. Trước thực tế này, đơn vị chức năng phải tăng cường nhân viên. Ủy ban nhân huyện cử 3 cán bộ thực hiện cái việc tầm soát y tế theo quy định 5K để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Đồng thời là văn phòng đăng ký đất đai thành phố cũng đã tăng cường 2 cán bộ lên cho chi nhánh để đảm bảo số lượng con người, giải quyết hết toàn bộ những cái ùn tắc của bộ phận tiếp nhận. Thì tới thời điểm hiện tại thì mọi việc đã trở lại trạng thái bình thường. Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hòa Vang cho biết, bình quân mỗi ngày đơn vị tiếp nhận khoảng 120 hồ sơ, trong khi đó đơn vị chỉ có 28 cán bộ nhân viên. Do vậy, cùng với bộ phận tiếp nhận hồ sơ ở tổ một cửa, các phòng chuyên môn của đơn vị cũng phải làm tăng ca để kịp thời gian giao trả hồ sơ cho người dân. Hầu hết anh em làm thêm ngoài giờ hành chính. Giả sử như bộ phận tiếp nhận chẳng hạn, thì khi tới 11 rưỡi là hết giờ hành chính, nhưng mà công dân vẫn còn, thì anh em cũng phải ngồi đó và tiếp nhận cho hết hồ sơ cho công dân. Tương tự bộ phận trong này, thì khi mà nhận hết hồ sơ ngồi kia vào thì trong này thì phải xử lý. Vì cái thời gian xử lý thủ tục hành chính thì đã có thời gian theo quy định. Cho nên là buộc lòng anh em trong này phải làm thêm, tăng ca thêm kíp và làm thêm ngoài giờ hành chính thứ bảy, thậm chí có cả chủ nhật. Hòa Vang là huyện vùng ven của thành phố Đà Nẵng, một số xã rất xa trung tâm huyện, công tác đi đo vẽ, xác minh giá đất mất thời gian, vì thế rất áp lực về tiến độ. Thêm vào đó, nhiều hồ sơ giá đất thiếu giấy tờ hợp lệ luôn tạo áp lực rất lớn trong việc giải quyết các thủ tục về giá đất cho người dân. Đây càng áp lực hơn khi nhu cầu làm thủ tục đất đai của người dân tăng mạnh.